chưa có nước nhiều ta. Đang quan sát nó lên rồi nè, bên mía ao bên đây nè, con lên rồi. Mày sao bắt đây, hai ba con luôn. Có con nó lên rồi nè. Nó lên rồi, nó lên rồi. Thấy không, thấy không? Nó lên rồi. Xa lắm, bên bà bên kia lận. Bỏ thùng xuống cầm máy đi. Chạy bên kia, bên kia bắt. Ngày cầm cái dù che để nó bị ướt mưa. Có hai ba con, có ba con luôn. Cầm dù. Lên rồi nè, cá bự ghê không? Này mưa đầu mùa mà cái mưa này cũng không phải gọi là lớn dữ, cũng hơi hơi có nước mà cá nó cũng lên từ từ rồi, chắc lên cũng không được nhiều. Đi xuống đây bắt thử rồi có nè. Mưa nữa. Nãy tạnh rồi giờ mưa nữa. Đây nè. Nãy mình mới ra. Tạnh giờ mưa nữa, mưa lớn rồi. Giờ ngập nước rồi. Tối nay có ếch nữa. Có ếch rồi. Đừng có nhiều, nước nhiều quá không ngon đâu. Kìa lên trên bác. Kìa đằng kia đó kìa. Đó, rắn, cái dừa ra đây, cái dừa rắn. Đâu? Ừ. Ủa lên khúc lên kìa. Thấy một con nó kìa. Ông quá trời luôn đó kìa. Đi đây. Mưa quá khó quay, phải che cái dù. Thấy không? Đằng kia đó kìa. Con còn đang mới phóng lên đó. Từ từ, nó lên tới giờ. Đi qua bờ kinh nó mới giữ. Chín hai con rồi đó. Anh bá cá bự lắm ba ơi. Anh nè. Ủa chung kêu rồi. Ủa con bự nhảy xuống rồi. Con nhỏ à. Ủa con bự nè, lên. Bên đây nè. Quá trời luôn nè. Nhảy xuống. Giật. Vô. Bên đây nè, hai ba con bự luôn nè. Vô. Kệ nó con nhỏ. Vô rồi. Nè con chào bá luôn nè. Ui. Chắc nước rồi nó bay. Đem đi. Sao lên nó nhủ có cây á. Ừ đúng rồi. Nó thùng mà nhỏ quá ta.
Nhỏ. Giống có thùng B không boy? Có. Lấy thùng B boy, đổi thùng boy B đó boy. Lấy thùng B đi cho nó không nhảy. Nó không nhảy, mà nhỏ quá. Mới ra làm được mấy con đó mọi người. Ế rồi. Thùng này thùng này hơi nhỏ. Thùng nhỏ nó phóng kìa. Vô lấy thùng B đi boy. Lên rồi. Ờ đổ thùng rồi nè. Thùng này là hết nhảy rồi. Ờ thùng mình hết nhảy rồi. Đi qua đây nè. Ba cá nè. Ủa quá trời luôn nè, quá trời luôn nè. Ui quá trời luôn. Cá. Nè một con nè. Nhiều lắm, trời ơi có bảy luôn. Quá trời luôn kìa. Hóp đi, hóp. Nè con này nữa nè. Nè có con bự thôi nè, con bự này đây nè. Kìa nè nè nè, hai ba con luôn nè. Còn nữa nó chạy một bầy này nữa. Nè, trời ơi quá trời luôn. Nè lên nè con bự nữa nè. Nè con này nè bự nè. Để nó qua đây không thấy đường bắt à. Từ từ nhìn kỹ kỹ á, còn nó nhiều lắm á. Đây được mấy con rồi. Nè nè, hai con á. Kìa cần kia nó kìa. Trời ơi nó chạy. Mấy nhỏ là đắt gì thả. Một bầy luôn nè anh ba. Bắt đi boy. Nè. Hai con. Ba con. Ba con luôn hả? Ba con. Con nào nhỏ thả. Lắc gì thả. Ôi nó mê luôn. Nhìn cái xa thấy nè. Nó lên lên một bầy luôn á. Bắt rồi. Lắc. Nè để con coi. Nè có con bự nữa. Đây nè, nhớ đây nè. Nước này tối đi bật hết là hết sảy luôn. Ngon luôn á. Lắp sắp lắp sắp. Tối này có ít ra. Ê ba cá lóc kìa, cá lóc kìa anh ba. Ơi là cá lóc luôn. Chào. Chào, chào. Cái kia nữa kìa. Trời một bậy luôn kìa, thấy không? Đó, thấy không? Kìa nó nhúc nhúc là trâu luôn. Lên thấy mê luôn cá bự này nha. Ba đứng sao đi qua. Ba con. Thật là đã thiệt. Quả cho cá luôn. Nhìn xa xa nó đi là mình thấy à. Qua đây nè. Đi qua đây nè, đi qua đây nè. Ba đi trước đi. Ở đây nó có cái mương. Nó lên lên theo đường này nè. Đó nó quẩn quẩn như chuẩn bị lên nữa không? Nó nhóng nhóng nhóng. Lát đây nó còn lên nữa. Kìa kìa kìa, thấy không? Ôi một bậy luôn nè anh má. Chạy từ lưa luôn kìa. Mịt mù luôn nè, trời ơi đi. Lấy cái bự, lấy cái bự. Ôi. Đến đâu? Kìa lóc vào đầy bờ luôn nè. Trời ơi mọi người ơi nó đi cái nè. Trời ơi đây hai ba con luôn. Một mùi luôn. Ốc đó. Một mùi luôn. Nè nè nè. Cái này hút được cá rô bự lắm. Đây nè. Đằng kia nó kìa. Đây ba, qua qua đi chụp nè. Đi thấy không? Con nằm ở đây nhiều lắm á. Quá wow, trời đất. Đi mà cặp, cặp cái kinh này kìa. Kìa 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 kìa. Thấy không?
lụm chủng rồi, thấy không? Đó, đây con nè, nè nè nè, thấy không? Đây con nè, mới thấy nó mất tiêu rồi, mới thấy nó lóc đây rồi. Đây, đây nè, cảm thấy mê luôn, nhìn thấy xa á. Này nước cạn cũng dễ thấy lắm, kìa lên một bầy luôn kìa. Ui, nó kìa kìa. Đâu rồi, đâu rồi. Cái nhỏ hả? Mấy con khe nè. Bỏ đi, bắt lớn đi. Để nó xuống. Ngay ngay lẩu mội luôn. Ôi, không cá không có lớn hay nhỏ. Cái nhỏ. Ui, cái nhỏ luôn. Thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi, thà nó đi, cái sạc trộm đúng luôn. Một năm mới gặp lại. Đào nhiều chưa? Mới da anh Tụng, mới da. Đào. Ờ sao cá này nhỏ ra. Nhỏ quá. Ông này cũng được con cá bự nè. Nãy anh bắt được con cá lóc. Ở đâu? Nè. Nhỏ con bự. Ủa đâu rồi? Trời ơi nhảy ra luôn rồi. Ờ phóng ra luôn rồi má ơi. Trời ơi. Đầu kinh vậy anh. Trời. Rồi thôi nó nhảy rồi. Nhảy rồi. Con nè. Rồi cá bự không? Đâu? Con nè. Còn. Đâu? Tập đòn luôn rồi, nguyên tập đòn. Nóng mình quá à. Trễ rồi. Người nào cũng mới giáo rồi. Đâu bên đây có không? Mấy con. Đây chắc cua đồng không quá. Cũng có cá mệt. Nè nè, lúa lưng chà bá luôn nè. Cá nhỏ, cũng bự. Nè lớn nè. Kìa cá bự đằng kia kìa. Đó. Hai ba con nặng á. Thôi mất tầm mờ quá không thấy ra. Trời ơi, thật yếu quá. Nhìn xa tôi đã thấy rồi, nó to lắm. Con này bự nè. Ôi ôi con cá kìa. Thấy không? Đó, lụm nó đi. Xa nó đi thì thấy à. Kìa, ô nó bắt luôn con. Kìa. Chốt. Con này bự lắm nè. Kìa. Đây nữa nè. Nè kìa. Nó đi. Nó giữa ruộng á. Chụp liên tục cá mà chụp. Cái gì? Nè. Cái lỗ lù nó chui ra nè. Có mồi á. Nè. Nó kìa. Quá trời kìa ơi. Ok. Mắt con này bự nè anh ba. Trời ơi, đây nữa nè. Hả? Trời ơi quá trời kiệt, là bắt kiệt. Trời ơi, nhảy từ. Nè. Một bụng luôn. Nó chui ra cái lỗ này nè. Lỗ mồi này hả? Ừ, cái lỗ đó nó chui luôn. Kìa trên bờ đó nè. Lá chở luôn nè.
Ôi. Quá trời luôn kìa, bắt kìa. Ổ quá trời luôn, nghe ổ luôn. Nó nhu ra như kiến vậy á. Bỏ bôi cái thùng đó bôi. Bôi cầm cái thùng đó bôi. Cái cầm cái vô nè. Này trong cái ao này nó ra nha mọi người. Thôi đưa 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 cái vụ đi coi. Mưa tới. Mưa rồi. Ngốc luôn. Chỉnh lên liền hoài nó nổi lên. Chỗ này lộn không mười mấy con hả? Nó trồng cái lộn luôn, chui trong quá. Mò mò hử kìa. Mò chi lát nó cũng ra chứ gì. Kìa, lên nè, lên nè, hai ba con đó nè. Ở lên hoài luôn nè. Trời ơi, đi thấy mê không? Thùng đây. Ui da. Thùng đây coi. Trời ơi, trống kìa, cá rô chà bá luôn rồi bà hai không bà. Trong hàng rào á, lát ra tới à. Đi ra trong cái ao vậy luôn bà. Ừ. Nó đi trống kìa. Trời ơi, đi thấm da con này bự ha. Không thành da ghê chứ, nằm chổng luôn, khôn con nó bự á. Án gì vậy? Cá lóc hả? Nó thọp kìa. Cái xa thế đi. Kìa kìa, ngắn kia kìa. Có hai ba con rồi, thấy không? Có đi đó. Mê liền. Tối rồi bắt cá anh chị, tối bắt ếch cho cá anh chị. Nhiều chưa? Nhóc luôn nè. Đâu ra vậy? Ở ao đó. Tụ cá bự vậy? Ở mấy ao đó lên á. Cũng khiếp chưa? Nè, con đó nè. Hai con luôn. Ơi chạy. Chạy. Ủa, canh đã. Coi vậy bắt qua bắt lại có hoài luôn á. Ồ. Bé tí lên. Nó xíu rồi hả? Rồi hết luôn rồi. Xong. Rồi được như đây. Thùng. Đó. Bắt chút xíu vào như đây cả. Mưa đầu mùa. Rồi hết luôn rồi.